Hello, chào mừng tất cả cô chú và anh chị em đã đến với kênh Quậy Đồ Cũ ha. Đó, hôm nay tiếp tục soạn được mới đơn hàng cho cô chú và anh chị em mình chốt đơn trái cháo nè. Đó, trước mặt em lại có mấy cái chép thạch anh anh em. Đó, chép càng rồi ha. Chép này đồ lo sáp rồi anh em. Đó, lo tivi rồi ha. Lo chung nè. Đó, có cái khúc lo này nữa anh em. Đó, lo xịn sò. Sony, có một con bát lẻ nữa anh em. Đó, Kenworth rồi anh em. Nè, rồi tiếp tục vỏ thùng anh em. Đó, vỏ thùng của Kenworth nè. Với lại cái vỏ thùng này ha. Đó, vỏ thùng Onco. Đó, đây cái vỏ thùng đó anh em. Đó, vỏ thùng Boss nha. Nè, cassette nha anh em. Đó, cassette GVC, Natiwan. Đó, Aiwa, Hitachi nha anh em. Rồi, không nói dài dòng nữa. Em sẽ dựng máy và báo giá từng đơn cho cô chú và anh chị em mình chốt đơn cái cháu ha. Trước khi buổi video thì em xin chúc cho tất cả cô chú và anh chị em mình trên mọi miền Tổ quốc một ngày mới thật nhiều sức khỏe và nhiều thành công trong mọi công việc ha. Đó, clip em lên hôm nay là ngày 24 tháng 5 năm 2024 nha anh em. Đó, rồi mã đầu tiên của em lại lên mấy cái này đi anh em. Đó, mấy cái này nha, mấy cái lo chép nè anh em. Đó, chép hàng xịn sò nha. Đó, ai giá hạ xuống xíu rồi. Đó, cái này thì nó bị mắc cái miếng nhôm ngoài này anh em. Đó, hôm nay hổm gầy bán clip nào nó cũng bị mắc này mắc kia, nó không có toàn diện anh em. Đó, cái miếng nhôm ngoài này nè, nó mắc rồi anh em. Đó, anh em mình về gỡ ra cái này cũng được, hoặc là anh em mình về sơn cái này cho thành màu trắng, nó giống nhau anh em. Đó, nhưng đời không như làm ơn anh em. Đó, bên trong thì nó sức vậy anh em, mình về gáp lại nha. Đó, dán lại, nó dán lại gì rồi, con này thì gì một con đó, rồi con này ha, con này thì của Kenworth anh em. Đó, Kenworth nó có cái lo bên trong luôn, nhưng mà tình trạng con này nó chết queo anh em. Đó, chết queo rồi anh em, mình về phải khắc phục anh em. Đó, tình trạng thì bán cái mặt, mấy cái mặt này cho anh em mình về chế cháo làm gì làm ha. Rồi đó, đường kính thôi. Đó, đường kính con này á, chiều ngang của nó thì 8 phân, chiều dài của nó thì là 9,5. Đó, một con. Rồi con này thì 10 phân anh em, tầm hai lốp của nó thì là 11 năm. Rồi ok chưa, tình trạng con này nó chết queo rồi, nhưng mà mấy con này nè em thử nó còn sống anh em. Đó, con này mình gáp dưới đây nè, kẹp dưới đây vô một cái rồi mình đáp chấp dưới đây là nó còn hát anh em. Con này vẫn còn hát, nhưng mà bán cho anh em mình về chế cháo làm gì làm. Đó, lên giá ha. Đó, thì có con này thì em nói tiếp với mãi vừa rồi luôn anh em. Đó, mọi cái khi đếp trước á, thì tới 200 em đã lợi, nhưng mà hôm nay em sẽ đi trước, đi thẳng luôn anh em. Đó, hết tình trạng là để tránh lộn đơn với Phương Nam Mê anh em. Rồi, lên mã này ha. Đó, mã cuối vừa rồi là 199 nè, lên mã này 200. Đó, 200 để hết cái này cho anh em, bốn con này cho anh em với giá là 120k anh em. Đó, cho anh em mình về chế cháo làm gì làm. Rồi, mã 200 120k đã đi qua. Em lại lên mã tiếp theo anh em. Đó, mã tiếp theo của em lại lên cặp này. Đó, cặp chip càng mini anh em. Đó, tình trạng thì gì, mặt bài rất là ok, rất là bụi bặm nha anh em. Đó, ok chưa anh em? Nè. Đó, rất ok ha. Rồi, đo đường kính thôi. Con này thì 9 phân, tam hai lỗ ốc của nó thì là 12, chiều sâu của nó thì là 6. Ok, test nhạc thôi. Đó. Test nhạc của nó hát hồi vậy thế nào nha, em đi qua tủ nha anh em. Rồi, quảng cáo luôn. Quảng cáo qua con này luôn anh em. Đó, bỏ qua quảng cáo rồi tiếp tục tới con này. À dạ, cái này nó không ăn nè anh em ơi, em kẹp xì lơ xì lớ gì vậy, nó không ăn nha. Đây, test lại cái coi, không phải mấy cái dắt này nó không ăn nè anh em ơi. Đó, mấy cái dắt này không ăn nha. Đó, giờ cho anh em mình chỉnh chọt làm gì làm, mấy dắt này lâu ngày nó không ăn nè anh em. Rồi, lên giá nha. Đó, lên giá cái cặp chép càng mini này cho anh em mình về chế cháo nha anh em. Rồi, mã này thì là mã 201 nha anh em. Đợi cặp này cho anh em với giá là 100k. Đó, 201, 100k đã đi qua. Em lại lên mã tiếp theo nha anh em. Đó, mã tiếp theo của em lại lên cặp chép này nữa. Ây da. Đó, chép này nha anh em. Đẹp càng. Đó, rất là đẹp mặt. Ok chưa anh em, quá là đẹp nha anh em. Mũi mồng cũng rất là đẹp luôn. Nè, cuôn từ viền mang. Đó, chỗ này thì xét nhẹ xíu. Nói chung rất là đẹp nha anh em. Một màu vàng vàng, rồi đo đường kính. Đó, con này thì là 5 phân, tam hai lỗ ốc của nó thì là 7,5, củ từ nó thì 3,5. Rồi ok, test nhạc thôi. Đây nó có con tụ nữa nè. Đó, nó có con tụ nữa nha anh em. Em sẽ đi qua tụ nữa nè. Đó, ok chưa? Rất là ok. Đây, tiếp tục tới con này. Rồi, nó có tụ nó thì em đi qua tụ nó nha.
Rồi, quá là tốt nha anh em. Đó, rất là tốt. Rồi, ra mã này. Đó, mã này thì là mã 202. Đó. 202. Để cho anh em mình cặp này cho anh em có giá là 100k nha anh em. Đó, 100k cho anh em mình về chế cháo làm gì làm ha. 202 100k đã đi qua. Em là mã tiếp theo nha anh em. Đó, mã tiếp theo của em là lên cặp này. Cặp này rất là đẹp nha anh em. Nè, đó, cái mặt nó màu da bò đẹp chưa anh em. Đó, mũi cũng đẹp nữa nè anh em. Đó, mũi chấm chém nha. Gân thì gân thun nha anh em. Rất là đẹp, đẹp can ha. Côn thì như vậy. Đó, con này thì của con sáp nha anh em. Đó, của con sáp. Một con. Nè, đẹp chưa anh em. Đó, rất là đẹp nha anh em. Đó, côn thì sạch sẽ đẹp đẽ. Đó, của con sáp ha. Rồi, đo đường kính thôi. Con này á, thì là 8 phết. Ủa, 8 phân nha anh em. 8 phân, tầm 2 lót 9,5. Đó, của Từ thì 6 phân. Rồi, ok, test nhạc thôi. Đó, test nhạc coi nó hát hò như thế nào. Em sẽ đi qua tủ nha. Rồi, quá ok anh em ơi. Đó, hát rất là tốt nha anh em. Đó, đẹp keng ha. Rồi, tiếp tục. Rồi, OSK nó hát rất là hay nha anh em. Đó, lên mã này. Dán ở đâu vậy ta? Dán đây đi. Đó, mã này thì là mã 203. Đó. À dạ, 203. Để cặp này cho anh em với giá là 150k nha anh em. Đó, rất là đẹp, hát rất là tốt nha anh em. Rồi, 203, 150k đã đi qua. Em lại là mã tiếp theo nha anh em. Đó, mã tiếp theo của em lại lên hai cặp này. Hai cặp của Sunmat nha anh em. Đó, của Sunmat, gửi trong Sunmat nè, của Từ anh em thấy không? Rất là đỉnh nha anh em. Đó, một màu vàng tươi, đi ra nội địa nha anh em. Đó, mặt mày thì như vậy, mũi thì hơi mắt nhẹ luôn. Cái này có sự sức cái mũi nè anh em. Đó, nên có sự dáng là nghe anh em nè. Đó, con này thì còn đẹp hơn xíu. Đó, ok cho anh em. Côn thì sạch sẽ đẹp đẽ, Từ thì ok. Đó, con này nè, con này cũng đẹp nghe anh em. Đó, bụi bặm thôi, bụi bặm anh em mình vừa vệ sinh nghe. Con này thì găng vải nghe anh em. Đó, con này thì găng vải rất là đẹp. Rồi, đo đường kính. Đó, thì giống nhau em đo một con thôi ha. Con này thì 8 phân, tầm 2 lớp thì 9,5. Của Từ thì là 5,5. Con này chắc Từ hơi nhỏ xíu nè, của Từ này 5. Rồi, ok, test nhạc nghe anh em. Đó, đi qua tụ nè, đánh bay bụi luôn. Rồi, khá tốt nha anh em. Tiếp tục tới con này. Rồi, quá là ok ha. Rồi, tiếp tục tới con này. Rồi, ok. Rồi, con cuối cùng ha. Hết nhạc. Đó. Rồi, quá là ok nha anh em. Đó, hát rất là tốt. Lên hai cặp này cho anh em mình về chế chép làm gì làm nè. Đó, chỉ có con này đã không có được ok gì mấy anh em. Đó, không được đẹp gì mấy, còn ba con kia thì rất là ok ha. Rồi, lên mã này. Đó, mã này thì 204 ha. Đó, 204 để hai cặp này cho anh em với giá là 150k nha anh em. Đó. Cho anh em mình giờ chế chép nha anh em. Rồi, 204 150k đã đi qua. Em lại là mã tiếp theo nha anh em. Đó, mã tiếp theo của em lại lên hai cặp này. Đó, hai cặp lo tivi nha anh em. Ok chưa? Nè, cặp lo tivi này thiền gì? Đó, ok chưa? Côn thì sạch sẽ đẹp đẽ, mặt thì rất là đẹp nha anh em. Đó, rất chi là đẹp luôn, quá đẹp, đẹp keng ha. Rồi con này, đó con này thì của Từ nó gì nè anh em. Đó, của Từ nó như cái chén vậy ta. Nè, mặt nè đẹp cho anh em. Đó, nói chung con nào cũng đẹp hết ha. Rồi, đo đường kính thôi. Đó, con này thì nó làm dường như thì nó không có cái dường như nó có một cái này nữa nè anh em. Đó, nhưng mà cái này nó mắc cái gì hay là ta gỡ ra vậy đó anh em. Con này thì là 15 năm nha anh em. Đó, từ lỗ ốc này tới lỗ ốc kia 15 năm, chiều ngang có 5,5. Đó, của Từ của nó thì 5,5 luôn. Đó, con này thì đo từ cái lỗ ốc này tới lỗ ốc kia thì là 20 nha anh em. Đó, chiều ngang của nó thì 6,5.
đó, của từ của nó thì là 6 phân. Rồi ok, test nhạc thôi. Đó, test nhạc coi nó hát hò như thế nào nghe em. Đó, em sẽ đi qua tụ nè. Quá dữ. Đó, hát rất là tốt nha em. Tiếp tục tới con này. Rồi, ok, con này đẹp keng, hát tốt nha em. Đó, tiếp tục. Cái dắt nó không ăn nè. À. Rồi, quá là tốt luôn. Đó. Mấy con này nó hát tốt làm sao? Rồi, quá là ok nha anh em. Đó, ngại ngùng vậy anh em, mình không tậu mấy con này về chế anh em. Đó, hát rất là hay, rất là tốt nha anh em. Đó, mặt mày cũng rất chi là đẹp ha. Rồi, lên mã này. Mã này thì là mã 2 205 nha anh em. Đó, 205. Để hai cặp này cho anh em với giá là 100k thôi nha anh em. Đó, giá nó rất là yêu thương cho anh em mình chế ha. Rồi, 205, 100k đã đi qua. Em lại lên mã tiếp theo nha anh em. Mã tiếp theo của em là lên cặp loa chung anh em. Đó, cặp loa chung nó đẹp như vậy nè anh em. Đó, rất là đẹp nha anh em. Đó, cái màng nó bóng lưỡng nè, cái mũi nó cũng đẹp nữa nha anh em. Đó, gân thì gân thun nha anh em. Đó. Ở đây thì nó dày. Đó, rất là đẹp nha anh em, đẹp như mới luôn. Đó, đẹp keng ha. Quá là đẹp ha. Rồi, đo đường kính thôi. Con này thì là 14 năm nha anh em. Đó, của từ thì là 7 phân. À dạ. Rồi, ok, test nhạc thử coi nó hát hò như thế nào nha anh em. Đó, em sẽ đi qua tụ nè. À dạ. Rồi sức. Rồi hát rất là tốt nha em. Đó, tiếp tục tới con này. Ủa? Ủa sao không hát với ta? Rồi con này nó ngậm cái gì anh em ơi? Đó, đẹp như vậy mà chết ta. Ây da, cứng ngắc rồi anh em ơi. Cứng ngắc nha anh em. Đó, đè không thụng luôn. Rồi, chết con sống con lên giá luôn anh em ơi. Đó, cho anh em mình về khắc phục làm gì làm nha anh em. Rồi, mã này là 206 ha. Đó, 206. Để cặp này cho anh em với giá là 100k nha anh em. Đó, 100k cho anh em mình về khắc phục nha anh em. Ủa, con này hát rất là tốt. Nhưng mà đó. Ủa, hay là tại cái lỗi đó gì ta? Đang thử lại cái nữa coi. Hát rất tốt. Đó, ok nha anh em. Đó, con chết con sống, 206 100k đã đi qua. Em lại lên mã tiếp theo nha anh em. Đó, mã tiếp theo của em lại lên cặp này. Đó. Cặp này của Samsung nha anh em. Đó, mặt mày thì rất là đẹp luôn. Đó, rất là đẹp không cọ đâu. Quân thì như vậy. Đó, ok chưa? Nè. Samsung nha anh em. Đó, ok, rất là đẹp nha. Quân đẹp, màng đẹp, từ đẹp, viền đẹp, nói chung là đẹp keng. Đó, rất là đẹp. Cuôn sạch sẽ. Đó. Rồi, đo đường kính thôi. Con này thì là 12 ha, mài hư. Đó. Tâm hai lốc thì 13 năm. Củ từ thì là 7 phân. Rồi ok, test nhạc coi nó hát hò như thế nào. Đây, em sẽ đi qua tủ nha. Rồi quá là tốt nha anh em. Đó, nó hát thánh thót làm sao. Đây, tiếp tục tới con này. Rồi quá là tốt nha anh em. Đó, con của Samsung nha anh em. Đó, của từ thì vàng khè luôn. Đó, lên giá cho anh em mình tậu con này về chế làm gì làm nha anh em. Đó, mã này thì là mã 207 anh em. Đó, 207, để cặp này cho anh em với giá là 200k nha anh em. Đó, hát rất là tốt nha anh em.
Rồi cuốn sâm sâm ha, 207, 200k đã đi qua. Em lại là mã tiếp theo nha anh em. Đó, mã tiếp theo của em lại lên khúc này. Đó. Một cái khúc lo này nè anh em. Đó. Cái căng thì nó sát nhẹ luôn, nhưng mà bên trong không biết nhiêu lo, nhưng mà cái con này hát rất là đỉnh nha anh em. Đó, không biết nhiêu lo tại nó dày đặc quá, em không có thấy nha anh em. Đó, nó như vậy nha anh em. Ok chưa? Rồi dây thì nó như vậy, đây nó có cái ốc bắt gì nữa nè anh em. Đó. Rồi đo đường kính con khúc này thì bán khúc cho anh em mình về chế giá làm gì làm ha. Con này chiều dài của nó thì là 33, chiều ngang của nó thì là 6,5, chiều dày của nó thì 5 phân. Rồi ok, test nhạc. Test nhạc nha anh em. Em sẽ đi qua tụ nè. Rồi quảng cáo luôn em ơi. Đó, quá đỉnh. Đó, hát rất hay nha anh em. Đó, hát nghe ghiền làm sao. Rồi quảng cáo em sẽ cho qua luôn ha. Rồi mã này thì là mã 208. Đó, 208. Em sẽ để con này cho anh em với giá là 200k nha anh em. Đó, hát rất là tốt nha anh em. Rồi, 208. 200k đã đi qua. Em là mã tiếp theo nha anh em. Đó, mã tiếp theo là lên con này. Đó, con này thì có một con một nha anh em. Đó, nhưng mà lo này của con nào em thấy rất là xịn sò nè anh em. Đó, nhưng mà em cũng không biết của con nào đâu nha. Đó, thì như vậy ha. Đó, cun, sạch sẽ, đẹp đẽ, màng. Đó, gắt chi là đẹp nha anh em. Đó, đẹp quá thì đẹp luôn em. Nhưng mà tiếc cái là nó có một con anh em. Đó, thì em bán một con cho anh em. Nào mà có một con thì anh em có thiếu một con thì hốt cái con này về. Nó rất là đẹp anh em. Đó, mũi màng, găng, rất là đẹp ha. Khung từ, cun. Đó, nói chung là rất đẹp. Không có điểm nào mà xấu hết trơn anh em. Rồi, đo đường kính con này thì là 21. Củ từ thì là 8 phân. Rồi ok, test nhạc coi. Bây giờ em sẽ bắt nhỏ xíu nè. Đó, bắt nhỏ xíu rồi em đi thẳng cho anh em mình nghe coi nó hát hò như thế nào nghe nè. Cho lớn xíu đi. Đó. Rồi quá là đỉnh nha anh em. Đó, nó hát nghe hay làm sao. Đó, tiếc là có một con thôi nha anh em. Đó, chứ một cặp thì nó là một cặp là tới công chuyện nha anh em. Một cặp là nói chi nữa. Con này rất là đẹp nhưng mà nó lẻ loi có một con à. Đó, em lên giá cho anh em mình. Anh nào là có thiếu một con thì hốt con này về. Đó. Rồi lên mã này ha. Mã này thì là 209. Em sẽ lấy con này cho anh em với giá là 200k nha anh em. Đó, hát rất là đỉnh nhưng mà rất là đẹp nha anh em. Rồi, 209, 200k đã đi qua. Em lại là mã tiếp theo nha anh em. Đó, xích vào thôi. Lên mấy cái bát xịn sò này nha anh em. Đó, lên này đi. Con này thì của Sony ha. Nè, Sony da băng đàng hoàng ha. Từ thì từ đôi. Đó, cun thì như vậy, sạch sẽ đẹp đẽ, màng thì như vậy. Đó, không cỏ đâu nha anh em. Đó, mũi màng, gân thì gân vải nha anh em. Đó, một con này cũng vậy. Sony da băng ha. Từ thì từ đôi, cun thì vậy, mặt thì vậy. Đó, mờ luôn nha anh em. Lấy nét lại. Rồi mờ cam à, đó. Đó được nghe anh em. Đó. Rồi, mặt mày đẹp, mũi màng đẹp, nói chung là đẹp hết, nhưng mà tình trạng cái con này là nó không có còn hát nha anh em. Đo đường kính ha. Con này thì 20,5 nè. Đó, củ từ thì là 6 phân. Đó, từ thì từ đôi ha. Tình trạng thì bán cái xác cho anh em mình, con này thì nó không có hát hò vậy trơn anh em. Đó, bán cái xác cho anh em mình về khắc phục lại nghe anh em. Đó, con Sony da băng xịn sò. Rồi lên mã này ha. Đó, mã này thì là mã 210 nghe anh em. Đó. 210 để cặp này cho anh em với giá là 150k nha anh em. Đó. Cái xác nha anh em, cho anh em mình về. Cho anh em mình về khắc phục nha anh em. Hàng xịn sò mà có 150k anh em. Đó, ngại ngùng anh em mình không tậu về lấy cái khung này về mình thay côn thôi anh em. Đó, màn viền thì còn ok ha. Rồi, mã 210 150k đã đi qua. Em lại lên mã tiếp theo nha anh em. Đó, mã tiếp theo của em lại lên cặp này. Ây da, nặng quá. Cặp này bát 20 nha anh em. Đó, của từ thì từ rất là khủng nè. Đó, cuôn thì như vậy. Đó, cuôn này rất là to nha anh em. Đó, mặt thì như vậy. Đó, mặt thì nó bị hư hết rồi nha anh em.
Đó, tình trạng thì con này em cũng bán xác cho anh em mình luôn, con này cọ luôn em. Đó, cọ luôn ha. Rồi cái mạng nó cũng hư luôn. Đó, chỉ còn được cái viền cái mũi thôi. Đó, cua thì cọ luôn. Thì tình trạng bán cái xác cho anh em mình về khắc phục nha anh em. Củ từ thì anh em mình thấy không? Rất là đỉnh nha, rất là to nha anh em. Đó, cua cũng to nữa. Nè, cua như vậy ha, mặt thì như vậy. Đó, cái mạng thì nó hơi xấu thôi. Đó, cái viền nó hơi xấu thôi. Cái mạng cái mũi rất là đẹp. Đó, tình trạng cái con này thì nó cọ nhưng mà nó còn hát, nó hát ngày ngày ngạt đó nha anh em. Đó, để em thử cho anh em mình nghe thử nè. Ủa con này đâu có cọ đâu ta, con này còn hát ok mà. Đó con này còn hát ok mà anh em. Đó con này không cọ đâu nha. Hình như con này cọ hay gì nè. Thử coi. Đúng rồi, con này cọ nha anh em. Đó thì con này không cọ nè, con này cọ. Rồi lên giá yêu thương cho anh em mình về khắc phục luôn nha anh em. Đó tình trạng thì cũng bán cái xác cho anh em mình luôn. Đó bán cái xác nữa cho anh em mình về khắc phục nha anh em. Rồi mã này thì là mã 211 nha anh em. Đó 211 lại cặp này cho anh em với giá là 200k nha anh em. Đó con này thì củ từ rất là to ha. Côn cũng to nữa, mặt cũng đẹp nữa anh em. Đó cái răng thì nó hơi xấu thôi. Cọ một con ra một con còn ok ha. Rồi 211 200k đã đi qua. Em lại lên mã tiếp theo nha anh em. Đó, mã tiếp theo của em lại lên cặp này. Đó, cặp bát xịn sò của Kenworth anh em. Đó, cao lên xíu đi. Nè, của Kenworth ha. Dạ. Nè, nó có cái này luôn, nó có cái căn này luôn anh em. Đó. Một cái. Nó có cái viền ngoài này cho anh em mình luôn, hai cái. Đó, anh em mình thích lấy thì lấy, không lấy thì bỏ lại cho em cũng được. Đó. Con này thiệt gì? Đó, Kenworth anh em. Đó, Kenworth da băng ha. Nè, côn thì sạch sẽ đẹp đẽ, mặt rất là đẹp nha anh em. Đó, đẹp chưa? Đẹp can ha, của từ thì từ đôi nè, cun. Đó, soi cho anh em mình coi kỹ ha. Đó. Rồi con này cũng vậy, Kenworth da băng. Đó, cun thì như vậy nha anh em. Đó, ok cho anh em. Đó, cun rất là đẹp nha anh em. Nè, cái màng thì gì, găng thì gì. Đó, nhưng mà em thấy rất là đẹp, không biết có làm lợi hay không thì anh em mình nhìn cảm nhận nha. Em cũng không có gành gì mấy nha anh em. Rồi, đo đường kính thôi. Con này thì 20 để 5 ha. Đó, 20 để 5. Của từ thì từ đôi, từ nhỏ thì 7 phân. Đó, từ lớn thì 8,5. Rồi ok, test nhạc thôi. Đó, test nhạc coi nó hát hò như thế nào nè. Ok. Cái màn nó lung linh cho anh em nè, cái màn nó chiếu chiếu nè, lung linh chưa đó. Đây tiếp tục tới con này nha, hát rất là tốt nha anh em. Rồi nó hát như vậy có ok cho anh em. Đó, nó hát như vậy có ok chưa anh em? Để cái màn lên cho anh em mình thấy chưa. Đó, đẹp chưa anh em? Đó, đẹp keng xà beng ha. Nhưng mà có làm lợi hay không thì anh em mình cảm nhận ha. Em thấy cái găng này rất là mới nè. Nhưng mà làm lợi hay không thì em biết, tại ta thấy rất là đẹp nha anh em. Đó, rất là đẹp luôn, hát rất là tốt. Rồi, lên giá nha anh em. Đó, lên giá cho anh em mình tậu cái cặp lo Kenworth xịn sò của da băng này cho anh em mình về gáp vô thùng của mình nè. Đó, anh em mình thấy có cái màn lên là nó tôn lên cái vẻ đẹp nha anh em. Đó, nhìn là thấy đẹp liền. Rồi lên mã này ha. Đó, mã này thì là mã 212 nha anh em. Đó, để cặp này cho anh em với giá là 350k thôi nha anh em. Đó. Em tính lên 400 anh em. Đó, nhưng mà em không biết là nó có làm lợi không, mà em thấy nó đẹp quá đẹp anh em. Đó, hát tốt nữa ha. Rồi 212, 350k đã đi qua. Em lại là mã tiếp theo nha anh em. Đây, mã tiếp theo của em lại lên cặp cái cặp thùng này nè anh em. Đó, cặp thùng lo như vậy nó có công suất kéo qua đây luôn anh em. Đó, một bát. Rồi cái con chép này dường như em thấy con chép giả hay gì anh em ơi. Đó con chép giả hay gì nè, nó mắc cái miếng dán ở trong rồi. Đó con này nó mắc nè, con này nó còn anh em. Đó giả thiệt thì em không biết, nhưng mà con này nó không có con chép nè, con này thì có nè. Đó đây thì nó hai cái bát anh em. Đó mũi lo thì lúng nhẹ luôn, nó có công suất bên đây kéo qua đây luôn anh em. Rồi phía sau. Phía sau thì nó gì anh em? Đó phía sau thì gì, dây nhợ thì nó có thì em để cho anh em mình luôn, nó có dây như vậy thì em để cho anh em mình luôn. Còn khi nào không có thì anh em mình về phải mua nha anh em. Đó cái này thì có thì em để cho anh em mình luôn. Đó, dây nhợ thì gì? Đó ok cho anh em. Điện thì điện 220 ha. Rồi cái vỏ thùng thì tình trạng thì cái vỏ thùng rất là đẹp nha anh em. Đó. Đó cái vỏ thùng thì rất là đẹp ha. Rồi, điện thì điện 220 em đã kết nối rồi ha. Rồi giờ bắt nguồn lên nè.
Đó. Rồi bắt đầu dặn lớn nè. Rồi. Rồi lúc này thì nốt gì ta? Rồi, hát rất là tốt nha Nam. À, muốn cảm rồi Nam ơi. Đó, mưa có mấy ngày muốn cảm rồi. Đây, tình trạng thì nó hát rất tốt. Để bắt lại cho anh em mình nghe cái nữa nè. Rồi, ok cho anh em. Đó, rất ok nha anh em. Đó, cặp này thì để trong phòng thì tới công chuyện luôn em. Đó. Rồi nó có công sức kéo qua đây luôn anh em. Vỏ thùng thì rất là đẹp, đường kính ha. Con này thì là 14 năm. Đó. Chiều sâu của nó thì là 16 năm. Chiều đứng của nó thì là 28 nha anh em. Đó, ok chưa? Rất là đẹp nha anh em. Đó, một màu vàng vàng. Đó, có bát thì nó như gì? Chép thì như gì? Đó thì em nghe có tiếng chép hát đó nhưng mà không biết chép giả chép thiệt thì không biết nha anh em. Đó, nhưng mà cái này thì nó có qua liêm là chỉnh chép nữa nè, chỉnh bát nè, chỉnh won gì nha anh em. Đó. Ok. Tắt nguồn thôi. Rồi lên giá nha anh em. Đó. Lên giá. À dạ có giấy rồi. Lên giá cặp này cho anh em mình tậu về để phòng nghe nhạc nha anh em. Đó, mã này thì mã là 213 nha anh em. Đó, 213 để cặp này cho anh em với giá là 250k thôi anh em. Đó, giá nó rất ưng là yêu thương ha. Rồi giá nó rất rất là yêu thương nha anh em. Cặp vỏ thùng thì rất đẹp, hát rất tốt nha anh em. Rồi, 213, 250k đã đi qua. Em lại mã tiếp theo nha anh em. Đây, mã tiếp theo của em là lên con cassette nha anh em. Đó, con cassette này hiệu là Natiwan ha. Tình trạng mặt mày thì còn rất ok. Nút nái thì mắc mấy cái nút băng này nha anh em. Đó, mắc ba bốn nút băng vậy nè. Đó, mấy con bass thì anh thấy còn ok ha. Đó, dây thiều thì mắc tiêu luôn. Đó, mấy nút này thì dặn còn ok nha anh em. Đó, tình trạng con này thì bán giá không thử cho anh em. Mình về lấy linh kiện làm gì làm nha anh em. Tem thì còn luôn. Đó, phía sau thì như vậy. Đó, có jack điện thoại luôn. Đó, có jack line in luôn nha anh em. Đó, chuột cắn dây này đứt luôn. Đó, tình trạng thì cái bát em có thử rồi, cái bát nó còn hoạt động ok nha anh em. Điện thế thì 220. Đó. Nhưng mà ghim nguồn lên nó không có thấy đèn thôi. Đó, nhưng mà chỉnh thì nó nghe rột rột thôi nha anh em. Đó, dặn mấy cái nút này thì nó nghe rột rột thôi. Chứ nó không có hát hò gì ha, dây thiều thì mất tiêu, có đường đâu chỉnh rồi em cũng không có kết nối với cổng line in luôn em. Đó thì tình trạng bán cái xác cho anh em mình về lấy linh kiện hoặc khắc phục làm gì làm nha anh em. Con này thì của Natiwan ha. Rồi đo đường kính thôi. Đó, con này thì chiều dài của nó 51. Chiều sâu của nó thì là 15. Chiều đứng của nó thì là 19 nha anh em. Rồi, lên giá nha. Đó. À dạ, lên giá con này cho anh em mình về lấy linh kiện hoặc khắc phục làm gì làm nè. Mã này thì mã là 214 nha anh em. Đó, để cho anh em mình với giá là 200k cho anh em mình về lấy linh kiện nha anh em. Rồi, mã 214 200k đã đi qua. Em lại lên mã tiếp theo nữa nha anh em. Đây, mã tiếp theo của em lại lên con cassette nha anh em. Đó, con cassette này thì hiệu của Ai Qua nha anh em. Đó, tình trạng mấy cái lo bên trong thì em thấy còn rất rất là ok nè anh em. Đó, mặt mày cũng còn rất là đẹp ha, nút nát thì còn ok. Đây một cái bìa đĩa nè, rồi đây cái băng nha anh em. Đó. Đó, cái băng mở ra nè anh em. Đó, ok chưa, sạch sẽ đẹp đẽ. Đó, nhưng mà bấm ở đâu, chạy ở đâu. Không biết đâu nghe anh em. Băng thì cũng biết thử đâu, bấm tào lao hầu nó không có đưa hát luôn anh em. Đó, thì nút nát đây còn, anten đây mắc nha anh em, quay thì còn nè. Đó, tình trạng cái con này thì xài điện 110 nha anh em. Đó, 110 công suất 100W chứ. Đó, nhưng mà em ghim 110 nha, công suất model gì đây nè anh em. Đó, em đã kết nối ha. Con này thì mắc anten. Buổi bạn anh em mình vừa quay xin nha anh em. Rồi, ok. Mở lên coi nó có hát hò gì không. À dạ. Để bán hàng quần áo online. Ngày 21 tháng 4, diễn ra đám cưới của Nguyễn Văn Năm, nhân viên cũ của Nhân. Hải. Tại cơ sở tài, bị suy với song sủ. Nghĩa chung sự, mấy chủ tài, bị suy sử song sủ. Rồi
Rồi ok đó nha anh em. Đó em đang chỉnh ở đài AM nè, rồi FM vậy anh em mình về chỉnh nha anh em. Đó nút ná thì còn đầy đủ, nó hát như vậy đó nha anh em. Đó tình trạng hát đài thì còn ok ha. Rồi, đo đường kính con này. Đó con này của ngày qua nha. Cũng khá to nha. Con này á thì là chiều dài của nó là 56 ha. Chiều sâu của nó thì là 20. Đó, chiều đứng của nó thì là 15 nha anh em. Rồi ok, tình trạng hát đài rất ok nha anh em. Đó. Rồi mấy cái khác thì em biết đường thử đâu. Con này thì còn rất là đẹp nè anh em thấy không. Đó ok nha, lên giá ha. Rồi con này thì là mã 215 nha anh em. Đó 215. Để con này cho anh em với giá là 300k nha anh em. Đó con của ngày qua nha, hát đài rất là tốt nha anh em. Đó rồi những cái khác thì anh em mình về chỉnh chọt lên nha anh em. Rồi mã 215 300k đã đi qua. Em lại là mã tiếp theo nha anh em. Mã tiếp theo của em lại tiếp tục lên con cái set nữa nha anh em. Đó con cái set này thì hiệu của JVC nha anh em. Đó con này thì có một cửa băng nè. Đó nút ná thì cái này nó bị kẹt rồi anh em. Đó không mở được ha. Nút ná thì còn ok nè anh em. Đó dây thiều thì còn cho anh em mình luôn. Cái bát bên trong thì còn ok nha anh em. Đó rất ok nha. Mấy cái nút ở trong trên nè cũng còn nha anh em. Đó anten thì còn cho anh em mình luôn. Quay. Nói chung con này rất là đẹp nha anh em. Đó công suất hay model gì nè. Đó con này thì điện 220 nha anh em. Đó điện 220 thì tất cả đã kết nối. Đó đã kết nối như vậy nha anh em. Đó rồi mở lên coi nó có hát hò gì không. Đây mở lên đây nghe anh em. Đó nè lớn nhỏ đây. Nè em đang chỉnh ở FM nha anh em. Nè em đang chỉnh FM nè, AM gì tùm lum nè. Rồi lớn lên. Đó, quá đỉnh. Chỉnh. Chỉnh nữa. Rồi nói như vậy anh em đó, chỉnh là em coi nó có lại không. Đó, chỉnh là em coi là chúng ta còn nhiều ứng dụng rồi là chưa kết nối với các nền tảng dùng chung của thành phố thì chúng ta cũng có thể thấy là không ít người người dùng nông thôn có nhân lại là đi qua nhà hàng đôi chuyện. Rồi ok cho anh em. Đó khá là nhiều đài nha. AM hát cũng được, FM cũng được nha anh em. Đó thì nút ná còn đầy đủ. Có mấy cái nút này nó bị kẹt thôi anh em. Đó anh em mình về vệ sinh là chỉnh chọt lại thêm nha anh em. Của JVC ha. Rồi đo đường kính. Đó JVC BC11111361 nha anh em. Quá trời nhiều một. Rồi đo đường kính ha. Con này thì là 61 ha. Rồi chiều sâu của nó thì là 19. Chiều đứng của nó thì là 18 năm nha anh em. Rồi tình trạng hát đài các ok, còn những cái khác em biết được chỉnh nha anh em. Đó, tắt nguồn thì ở đây. Đó, ok chưa, lớn nhỏ thì ở đây. Ủa không phải cái này là chỉnh ta, chỉnh radio, có phải là tắt nguồn, còn nút nguồn ở đâu em không biết. Rồi, lên giá nha anh em. Con này đỉnh, hát rất là tốt. Rồi, mã này ha. Đó, mã này là nhiêu rồi ta? 216 nha anh em. Đó, 216. Để con này cho anh em với giá là 400k nha anh em. Đó, hát rất là đỉnh nha anh em. Rồi chỉ về vệ sinh nữa là đẹp lắm ha. Rồi 216 400k đã đi qua. Em là mã tiếp theo nha anh em. Tiếp theo của em là tiếp tục lên con cassette nữa anh em. Đó con cassette này thì hiệu là Hitachi nha anh em. Đó nút ná thì còn đầy đủ nhưng mà tội cái là nó mắc cái cửa băng anh em. Đó mắc cái cửa băng anh em mình về khắc phục lên nha anh em. Còn tất cả thì ok nha anh em. Đó quá là ok. Bên đây có cái nút kiện chỉnh đài luôn nè. Đó ở đây thì nó có cái gì ở đây nữa ta. Hai cái bát thì còn ok nha anh em. Đó con này của Hitachi rất là đẹp ở trên, rất là đẹp nè, chỉ có cái cửa băng nó mắc thôi anh em. Đó rồi quay xung quanh cho anh em thấy sao nè. Đó con này thì ta câu dây thẳng là gì luôn nè anh em. Đó điện thì 220 đây thì còn nắp pin luôn nè. Đó nữa em nhét cái dây này vô rồi em đẩy nắp pin lại cho anh em mình ha. Đó đây nó cổng lay in nữa nè anh em. Đó đây là Hitachi nha anh em. Đó công suất hay model gì đây nè. Đó anh em mình nhìn rõ nha, ok chưa. Đó điện thì điện 220 ha. Đó tình trạng thì còn rất là đẹp, anten cũng còn luôn. Đó ok cho anh em. Rồi
Mở nguồn lên coi nó hát hò như thế nào nghe em. Mở nguồn ở đâu ta? Ở đâu? Rồi ở đâu, ở đâu? Khoan từ từ anh em ơi. Đó, mở nguồn ở đâu? Đây. Đó. Nước cả nơi nơi và vành môi trai gái gấp câu ca yêu đời. Nhịp cầu đưa lối chung bước. Tình trạng cái nút này nè anh em. Đó, cái nút này nè, anh em mình phải về làm lại nghe nè. Đụng xuống nè, đè xuống. Đè xuống nó mới hát nha anh em nè. Đó, cái nút bon này nè anh em. Đó, đè xuống nó mới hát. Đó, đè xuống nó mới hát, còn không đè là nó không hát, nó nhỏ xíu à. Nè, đè ca khúc Đường Về Hai Thôn do ca sĩ Đình Văn trình bày. Còn bây giờ sẽ là kết nối tiếp theo trong chương trình ngày hôm nay ạ. Đó, ok cho anh em, đài thì hát cũng được, cũng nhiều đài lắm nghe anh em. Đó, chỉnh AM, FM gì đây nè anh em. Đó, thì mà nhưng mà tình trạng là đè cái nút này nó mới hát. Đó. Tôi xin cảm ơn chương trình và tôi xin... Rồi, ok cho anh em, có một tay là không dặn đài được nữa, mà dặn đài phải về phải đè cái nút này nó mới hát được. Rồi, tình trạng thì nó hát cũng được nhiều đài nghe anh em. Đó, rồi em sẽ tắt máy rồi em kết nối cái điện thoại cho anh em mình nghe nè. Có một tay em kết nối được. Em ơi, đó em đã kết nối nè. Đó em kết nối điện thoại cổng lay in đây nghe anh em. Đó cổng lay in đây nè, kết nối điện thoại nè, rồi giờ chỉnh nha. Nè, em còn đang ở đài nè. Đó, chờ chỉnh lay in nghe anh em. Lay in là chỉnh ở đâu? Ở đây là radio, qua đây lay in nè. Đè xuống nó mới hát nghe anh em. Nè, đè xuống. Ok cho anh em. Đó, tình trạng thì qua băng thử coi nó chạy không ta. Nó hù hù thôi, nó gầm gầm thôi anh em ơi. Đó, nhưng mà băng nó không chạy, nó gầm gầm thôi. Rồi thì nó như vậy nghe anh em. Đo đường kính, tình trạng thì nó vậy đó. Giờ anh em mình phải khắc phục cái nút vo này nè. Đè xuống nó mới hát, không đè nó không hát nghe anh em. Rồi con này thì là 49 nghe anh em. Chiều dài của nó là 49. Chiều sâu của nó đo ra tới cái quai thì nó là 15, còn trọn vẹn ở đây thì 11. Đó, chiều đứng của nó thì là 18 năm. Rồi ok cho anh em, nắp pin thì hồi em đậy ra cho anh em mình luôn. Con này chỉ có mắc cái cửa băng thôi. Đó, còn nhiêu thì còn hoàn hảo hết. Hát đài cũng ok, hát điện thoại cũng ok. Nhưng mà cái nút wall này anh em mình về phải khắc phục lại nghe anh em. Rồi, lên giá con này. Đó, con này thì là mã 217 nha anh em. Đó, 217. Để cái con Hitachi này cho anh em với giá là 400k nha anh em. Đó cho anh em mình về khắc phục lại cái nút này nha anh em. Hát thì rất là tốt với cái nắp băng nha anh em. Đó, rồi 217 400k đã đi qua. Em lại lên mã tiếp theo nha anh em. Quên nữa, em có cái cặp bass nha anh em. Đó, cặp bass 30 nè, tình trạng anh em nào mua xác thì liên hệ với em nghe. Con này chết rồi, đã giá thương cho anh em mình. Mua xác về quán cua lại ha. Rồi, đảo lại với nhà vấn đề chính là 217 400k đã đi qua. Em lại lên mã tiếp theo nha anh em. Đây, mã tiếp theo của em lại lên cặp vỏ thùng nha. Đó, cặp vỏ thùng này của ngon cơ nha anh em. Đó, e căng thì rất là uy tín ha. Đẹp đẽ sạch sẽ. Mấy con ốc ghiên em giữ lại cho anh em mình luôn ha. Đó, bên trong thì vậy. Đó, ok chưa? Dắt nhợ thì còn ok ha. Phía sau thì vậy. Đó, công suất cái model này, vỏ thùng này còn đẹp can nha anh em. Đó, rất là đẹp ha. Rồi con này cũng vậy. Onkyo. Đó, cái căn anh em mình thấy cũng uy tín rồi ha. Con này thì hai đường tiếng ha. Đó. Bên trong thì rất chi là sạch sẽ. Đó, vỏ thùng này thì không có bị bể mẻ xíu nào nha anh em. Đó, không có bị rì rè nha. Công suất cái model nè. Rất là đẹp nha anh em. Đó, anh em mình nên tậu cái con này về có bát có chép thì gắt vô nha anh em. Rồi đo đường kính cho anh em mình ha, xem nè. Đó, con này thì là 13 năm ha. Rồi, chiều sâu của nó thì là 21, chiều đứng của nó thì là 21 năm ha. Con bát của nó thì là 12 năm, con chép của nó thì là 7 phân. Rồi ok cho anh em, cặp vỏ thùng rất là đẹp ha. Rồi lên mã này ha. Mã này thì là mã 218 ha. 218 để cặp vỏ thùng này cho anh em với giá là 150k nha anh em. Đó, cho anh em mình về có bát có chép thì gáp vô. Mấy ốc còn giữ cho anh em mình luôn ha. Đó, về có bát có chép mình gáp vô thành một cái cặp thùng xịn sò nha anh em. Vỏ thùng của Onkyo ha. Rồi 218 150k đã đi qua. Em lại lên mã tiếp theo nha anh em. Mã tiếp theo của em lại tiếp tục lên cặp vỏ thùng nha anh em. Đó, cặp vỏ thùng này đại hiệu là boss gì nè anh em. Đó, nhưng mà không biết boss thiệt boss giả gì anh em. Đó, nhưng mà đã chữ boss đây căng nè anh em. Đó, tình trạng con này thì còn đầy đủ ok ha. Đó, xung quanh cho anh em mình xem nè. Dắt chạm lo thì còn luôn ha. Con này thì là ba đường tiếng anh em. Đó, chỗ này cái chấu này nó gãy hết một cái nè anh em ha. Đó, đây cái chấu này nó gãy hết một cái nè. Đó, ai căng chỗ này thì nó bị hơi lủng nhẹ xíu luôn. Rồi ok,
con này không biết mở ra nó có bị gãy chấu không ta. Khá là cứng nha anh em. Đây, cố gắng mở cho anh em mình xem bên trong. Ây da. Ây da, rồi đó ra nha anh em. Nè, con này thì chấu nó còn đầy đủ, con dưới cũng vậy. Tình trạng thì nó rất là sạch sẽ đẹp đẽ nha anh em. Đó, con này thì còn ok nè, bên đây cũng còn ok nha anh em. Đó, nhưng mà nó khó mở quá, mở một con cho anh em mình xem ha. Rồi, đo đường kính nha. Con này thì là của ông boss nhưng mà không biết boss giả quá thiệt thôi. Đó, chiều ngang của nó thì là 41 nha. Chiều sâu của nó thì là 23. Chiều đứng của nó thì là 27 ha. Con bát của nó thì là 20.5 nha anh em. Đó. Con này của nó thì là 10 phân, con bên kia cũng 10 phân nha anh em. Đó. Hai con kép 10 phân, con bát 21. Tình trạng của thùng thì còn rất ok, ê căng đầy đủ nha anh em. Rồi, lên mã này ha. Đó, mã này thì là mã 219 nha anh em. Đó, 219 để cặp quả thùng này cho anh em với giá là 200k nha anh em. Đó, cho anh em mình tậu về. À, có bán có chết thì gáp vô nha anh em. Cặp quả thùng còn rất là ok ha. Rồi, mã 219, 200k đã đi qua. Em lại lên mã tiếp theo nha anh em. Đây, mã tiếp theo của em lại tiếp tục lên cặp quả thùng nữa anh em. Đó, cặp quả thùng xịn sò của Kenworth nha anh em. Đó, con này thì có e căng đầy đủ cho anh em mình luôn. Đó, e căng thì nó bị nhâm nhâm nhẹ nhưng mà không vấn đề gì nha anh em. Đó, không vấn đề gì, nhìn cũng rất là đẹp trai nha anh em. Đó. Rất ư là đẹp ha. Rồi. Quay xung quanh cho anh em mình xem. Đó, con này tình trạng em mở ốc ra cho anh em mình, hồi cho anh em mình khám phá bên trong nha anh em. Đó, nó có cái lỗi bên trong nên em chưa có dặn ốc lại nha anh em. Đó, con này thì như vậy nè. Ây da, hơi kẹt nha anh em. Đó, chỗ này thì nó bị hơi rề rề nè, người ta đã đắp giá nha anh em. Đó, nè, anh em mình thấy chưa? Đó, nó như vậy nha. Còn phía dưới bên kia đồ này kia. Đó, rất là đẹp nha anh em. Con này thì đẹp keng nè. Đó, một con thì rất là đẹp keng luôn. Đó, dắt nhợ, dắt chạm lo còn cho anh em mình luôn. Đó, con này thì có lỗi nhẹ đây thôi, ở dưới thì nó cũng không sao. Rất chi là đẹp nha anh em. Đó, không nỡ bỏ cặp vào thùng này anh em. Đó, tuy nó có lỗi nhưng mà để cho anh em mình về khắc phục được nha anh em. Rồi em mở bên trong cho anh em mình xem nè. Đó, trước tiên là mở cây căng đi. Cặp này hên làm sao nó có cây căng nha anh em. Đó, cây căng gì thì nó có nè, cái lứ của loa chung nè. Đó, cái căng của loa chung loa chép nha anh em. Đó, con này thì ba đường tiếng. Đó, rồi bắt đầu em khám phá bên trong cho anh em mình xem nữa nè. Đó, như vậy nha anh em. Đó, thì á em ví dụ như em bán cái này không cũng được nữa nè anh em. Đó, nhưng mà em thấy bỏ cái vỏ thùng nó uổng lắm nha anh em. Đó, để cho anh em mình về khắc phục làm gì làm. Đó, con này thì có cái sự đắp giá gì nè anh em. Đó, đắp giá như vậy nha anh em. Đó, còn phía dưới đồ thì đẹp keng, nó chỉ có một cái lớp trên này thôi nha anh em. Đó, anh em mình về khắc phục lại nha anh em. Đó, em thấy bỏ thì uổng quá, em bán cái này không, em bán bằng cái giá này thôi nha anh em. Đó, em bán cho anh em mình bằng cái giá cái ê căng này thôi. Đó, còn cặp thùng á thì em tặng cho anh em mình về làm lại nha anh em. Đó, tại vì nó đẹp quá, nó đẹp quá mà bỏ uổng lắm nha anh em. Đó, cặp thùng xịn sò nè, con này thì nó còn đẹp lắm luôn, liền lạc, không có bị đắp giá chỗ nào hết trơn anh em. Đó, tiêu âm thì chuột nó hơi nhâm nhẹ thôi, nó chứ không có gì, bên trong thì sạch sẽ đẹp đẽ nè. Đó, theo như em bán cái mặt này thôi cũng được nữa anh em. Đó, thì em bán cho anh em mình cái cặp vỏ thùng này bằng cái giá mặt với cái giá ai căng này thôi anh em. Đó, rồi cái này bị sức luôn anh em, mình về khắc phục nha anh em. Rồi, em bán bằng cái giá mặt này với ai căng này thôi, còn cái này em tặng cho anh em mình về khắc phục lại nha anh em. Rồi, đo đường kính thôi nè. Đó, đường kính chiều ngang của nó thì là 29.5, chiều sâu của nó thì là 21. Đó, chiều đứng của nó thì là 55 nha anh em. Đó, 55 năm. Rồi, cái này em đo cho anh em mình con bát nha anh em. Đó, con bát của nó thì có cái viền luôn 25, chắc con này 20 quá anh em. Đó, bát 20 mà có cái viền luôn là 25 nha anh em. Đó, lo chung thì là 13, lo chép thì là 9 phân. Rồi, ok cho anh em, thì em bán bằng cái giá ê căng này với cái mặt này thôi nha anh em. Đó, còn cái cặp này thì em tặng cho anh em mình về khắc phục làm gì làm, anh em mình không thích thì anh em bỏ lại lấy cái này thôi. Đó, lên ha, lên mã này. Mã này thì là mã 220 nha anh em. Để cặp này cho anh em với giá là 200k nha anh em. Đó, thì em bán 200k. Thì em bán là bằng cái e căng này nè anh em. Đó, với cái cặp này thôi. Đó, thì bán là bằng cái này thôi. Còn cái này là tặng cho anh em mình nghe anh em. Đó, tại vì cái tình trạng cái cặp vỏ thùng này nó bị gì nè anh em. Đó, em nghĩ là anh em mình về khắc phục được. Đó, bỏ thì uổng lắm. Cái con này thì rất là đẹp nha anh em. Rồi, không nói nhiều nữa. Mã 220. Đó, 200k cũng là mã cuối cùng luôn nha anh em. Thì tất cả sản phẩm ưu tiên cho anh em mình chuyển khoản nha. Anh em chuyển khoản đủ em mới gửi hàng anh em. Đó, chuyển khoản đủ mà không bao ship nha anh em. Rồi, không nói dài dòng nữa, em xin kết thúc video tại đây. Anh em nào thấy hay thì cho em một like, một chia sẻ và một đăng ký kênh ủng hộ mình ha. Xin chào tạm biệt. Bye bye.